cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hana Hoàng. Và chào mừng mọi người đến với tập đầu tiên của series Chuyện Du Học. Chuyện Du Học của Hana. Đây không phải là một cái vlog đầu tiên của mình, tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mình mở một cái series gì đó và thực sự là bắt tay vào làm nó. Mình đã suy nghĩ làm những cái series về du học này rất là lâu rồi, và cũng rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình và có muốn mình làm những cái video kiểu này, nhưng mình chưa thực sự là dành thời gian để làm vlog. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình đã đủ khả năng và quyết tâm để có thể làm được những cái series về chuyện du học. Và tập 1 của series chuyện du học thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về những kinh nghiệm học tiếng Anh. Đây là trước khi vào video 2 chấm. Các tips sau đây đã được đúc kết qua tháng ngày khổ luyện của mình, bao gồm những tips tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và đã được mình áp dụng thành công cho bản thân mình. Thì mỗi người một khác nên các phương pháp sau chỉ là gợi ý, còn liệu nó có thật sự ích cho các bạn hay không thì hãy thử nó biết nhé. Nếu như các bạn chưa biết thì mình hiện đang là du học sinh ở bên Anh và mình đã đi được 5 năm rồi. Thực chất thì mình đã tốt nghiệp tháng 7 vừa rồi với bằng cử nhân chuyên ngành marketing. Thì với kinh nghiệm đi du học của mình cũng như là sử dụng tiếng Anh được rất là nhiều năm tới trình độ có vẻ là fluent rồi, tức là C2 rồi, thì mình nghĩ là mình đủ tự tin để có thể chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm này. Tip đầu tiên của mình cũng có thể là một cái tip mà bạn đã nghe được rất nhiều từ những người khác rồi, đó là sử dụng nốt. Mình thực sự là một đứa rất là thích sử dụng nốt. Tin mình đi, mình rất là thích và mình còn thích những cái kiểu màu mè nữa. Và mình hay sử dụng những cái nốt như thế này, vô cùng là xinh, rất là nhiều màu sắc. Cái quan trọng là bạn phải học từ mới đúng không? Tại vì có rất là nhiều từ mà bạn phải học. Thì một cái cách mà vô cùng là thực tế, practical mà mọi người có thể sử dụng, đó là sử dụng những cái tờ nốt này và viết vào trong đó những cái từ mới. Mình không chỉ là dán ở trên bàn học của mình đâu, mà mình còn dán khắp mọi nơi trong nhà. Tất cả những cái chỗ nào mà bạn thường hay đi qua hay là bạn hay nhìn thấy thì hãy dán lên nó. Những cái nơi như là cái cửa ra vào của bạn, bạn luôn đi ra vào đúng không, thì cứ dán lên đó, mỗi lần đi qua là kiểu gì cũng nhìn thấy. Và nhiều khi là có thể cả nhà vệ sinh nữa. Tất cả những cái chỗ nào bạn thường hay nhìn thấy. Và đối với mình, đặc biệt là con gái, thì các bạn hay sử dụng gương đúng không? Thì mình nghĩ là dán những cái tờ nốt, những cái từ mới này hoặc là những cái structure, cấu trúc mới lên gương, nó là một cách rất là hữu dụng. Về cái nguyên lý hoạt động của cái tip này, đó là tại vì là thường là chúng mình sẽ hay nhớ những cái từ mà mọi người hay được tiếp xúc đến. Ví dụ, việc đơn giản thôi, như từ Apple. Tại sao nhiều người lại có thể nhớ được cái từ Apple và cái từ Hello nữa? Tại sao mọi người có thể nhớ được là và hiểu được nó là xin chào và nó là quả táo? Thì chỉ đơn giản là mọi người sử dụng rất nhiều và mọi người được nghe những người khác nói rất là nhiều, nên là mọi người nhớ. Bạn càng nhìn thấy cái từ này nhiều nơi, bạn thường hay sử dụng nó, bạn nhìn thấy nó thì bạn sẽ nhớ nó nhanh hơn. Tip thứ hai đó là xem phim và đọc sách. Cái này cũng là một cách mà rất là nhiều người đã recommend rồi, và thực sự là cá nhân mình thì thấy nó rất là practical. Trên thực tế là khi mà bạn đọc sách hoặc bạn xem phim thì bạn sẽ thường được tiếp xúc với những cái từ nó sử dụng bởi những cái người local nhiều hơn. Lý do cái cách này nó thực sự là hiệu quả, và nó hiệu quả hơn những cái cách khác, đó là tại vì khi ở trên trường thì bạn thường hay học những cái từ nó rất là hoa mỹ, có những cái từ mà nhiều khi bạn không bao giờ sử dụng tới. Bây giờ thì mình không thể kịp nghĩ ra. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình thì năm đầu tiên mình sang đây, thực sự mình đã rất là struggle, mình rất là khó khăn. Mặc dù là tiếng Anh của mình không kém lúc đó, và mình thực sự rất là tự tin về tiếng Anh của mình. Nhưng mà khi sang đây rồi thì wow, thật sự là mình chỉ có thể hiểu được 50% những gì mà thầy cô giáo nói thôi. Và cái khoảng thời gian đầu của mình đã vô cùng stress. Nhưng mà cách học phim và đọc sách như thế này thì sẽ cho các bạn được tiếp xúc với những cái từ nó thực tế và dễ hiểu hơn, và giúp cho bạn có thể luyện tập cái khả năng nghe của mình nữa. Bản thân mình thì không phải là một người thích đọc sách đâu. Với mình thì mình sẽ không đọc sách, nhưng mà bản thân mình thì mình sẽ hay xem phim hơn, vì mình rất thật thích xem phim. Và bạn có thể đầu tiên là mở Vietsub lên cũng được. Thì cái Vietsub này thì sẽ giúp cho bạn là luyện tập cái cách nghe. Thì khi mà bạn nghe thì cũng muốn biết xem là cái từ đấy người ta phát âm thế nào, là một này. Cái thứ hai là nhìn xuống cái Vietsub để xem định nghĩa của nó. Thì sau dần dần bạn sẽ có thể tập cách tra từ điển để xem cái từ đấy
người ta nói là từ gì và cái nghĩa đấy có phải cái nghĩa đấy không. Dần dần thì bạn có thể chuyển sang là insert để bạn có thể follow theo cái từ đó và bạn tra từ liền ra để hiểu được cái ý nghĩa của nó. Đó cũng là một cách khác. Cái cách thứ ba, cái cách này là mình áp dụng hồi mình lớp 10 và lớp 11 khi mà mình chuẩn bị thi IELTS và thi lại IELTS nữa. Thì lần đầu mình thi là mình được 6 chấm. Thì hồi đó mình mới có cấp 10 thôi thì cũng không được cao, tuy nhiên thì đó là đủ để mình có thể sang bên Anh. Khi đó thì mình có thi lại và mình được 7 chấm. Lúc đó thì mình nhớ là cái listening của mình rất là kém, chỉ có 6 thôi, mình đã expect cao như thế. Thì sau đó thì mình đã sử dụng cái phương pháp này để có thể lên được 7.5 listening. Cách này đó là sử dụng TED Talks, nghe TED Talks. TED Talks là một chương trình hùng biện và thuyết trình, có rất là nhiều diễn giả họ tới đó và họ nói, họ thuyết trình về một cái chủ đề gì đó. Việc xem TED Talks này là vô cùng tốt cho những bạn nào mà muốn học từ ngữ theo chủ đề, cũng như là muốn học thêm những cái collocation, những cái cách diễn đạt thường ngày của người bản địa. Những cái video ví dụ như là How to get your motivation, như là Everything happens for a reason, Inside the mind of a master. Cách thứ tư của mình là hãy tận dụng tối đa triệt để cái điện thoại của bạn. Mình biết là bây giờ có rất là nhiều bạn sử dụng điện thoại, và coi như là điện thoại của mình là một người bạn 24/7 và bạn không thể đi đâu mà thiếu điện thoại, đúng không? Khi mà mình học tiếng Anh ấy thì mình có một thói quen là luôn luôn download những cái từ điển về, từ điển Anh Việt về. Và trong cái thời gian mà mình học để cố gắng thi IELTS rồi là để nâng cao cái điểm tiếng Anh của mình ấy, và mỗi lần mình đi đâu, mình đi trên đường, mình nhìn thấy một cái từ mới thì mình sẽ luôn search cái từ đó và mình sẽ lưu lại ở trong cái từ điển của mình. Và mình nhớ là trong cái từ điển thì nó có chức năng là lưu lại những cái, nó gọi như là kiểu như là reasons, ví dụ như thế này là kiểu history ấy. Mỗi tuần bạn có thể lục lại cái history đấy và xem là mình đã tra từ gì, mình đã học được từ gì mới. Và again, đó là một cái cách để bạn có thể tiếp tục luôn luôn xem lại được những cái từ mà mình đã học và đồng thời là nhớ thêm nó. Và nhiều khi là kiểu mình là một người đang học tiếng Anh rồi và kiểu mình đi trên đường mà mình tự nhiên có một từ mà mình không biết ý, thì mình sẽ luôn bị một cái gì đấy trong lòng là mình phải tìm ra được cái ý nghĩa của cái đấy, mình phải biết từ đấy, tại sao mình lại không biết từ đấy. Hãy luôn tạo một cái động lực cho mình để học tiếp nhá. Đó cũng là cái tip cuối cùng của mình muốn đưa ra cho các bạn, đó là các bạn hãy luôn luôn thử thách bản thân và luôn luôn đặt ra cho mình một cái mục tiêu. Hãy cố gắng là cứ xem mục tiêu nhỏ thôi, nhỏ mà gần mà chắc. Như là mình học marketing thì nó sẽ một cái mục tiêu ideal goals hay là ideal objective ấy, thì nó sẽ là SMART, là SMART. Cứ xem một cái mục tiêu nhỏ thôi trong một cái khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như bạn là một beginner thì hãy xét là một tuần mình sẽ phải học được 20 từ chẳng hạn, hoặc là nhiều hơn là 50 từ. Đặt ra trong vòng 1 tháng thì mình phải học được từng này từ, hoặc là sau 3 tháng thì mình làm thử bài test IELTS thì mình cũng phải được ít nhất là 5 chấm hoặc là 6 chấm. Ví dụ như thế. Thì những bạn level cao hơn thì có thể xét mục tiêu là đi đâu từ nào mình nhìn thấy mình cũng phải biết. Cứ thử thách bản thân mình và luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi là tại sao mình lại không biết từ này. Thử thách mình và đặt ra mục tiêu rõ ràng thì bạn sẽ luôn luôn có động lực để có thể đạt được nó. Video này ngắn gọn như vậy thôi. Mình đưa cho các bạn những cái tip mà thực sự là hữu ích nhất mà mình đã sử dụng để có thể nói được tiếng Anh fluent, trôi chảy như bây giờ. Nếu như mà các bạn thích mình làm những cái video về chủ đề du học này hơn để mình có thêm động lực làm cái series chuyện du học này thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Cũng như là những cái vấn đề, nội dung mà mọi người muốn hỏi thêm mình nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo nhá. Bye bye! Oh, and before we end the video, I just want to tell you something. This is my favorite quote and I just think that it's so great and so true. And I've been using it, I've been loving it since I was a kid. And that is, keep moving forward, plus stay positive. Well, the stay positive part is mine, but I always like that quote and I think it's so true. I know that in this world there's so many things that you have to deal with, and if you are struggling with anything, just move on, stay positive, try to make
trying to find the happiness and just stay positive, stay positive, and the rainbow will wait for you. I love you guys so much, and I'll see you guys in the next video. Bye!